Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đến với khóa học đặc thù, khóa học dự toán công trình, các bạn sẽ hiểu rõ được kết cấu, quy trình công ty xây dựng. Hiểu rõ được kết cấu, quá trình thi công của một công trình chi tiết. Nắm bắt được chi tiết mọi chi phí tồn, xác định được chi phí của một công trình dự toán. Biết cách xây dựng các đơn giá, thiết lập định mức lập dự toán thành thạo, thuận lợi cho việc tự lựa chọn các phương án thiết kế xây dựng dễ dàng hơn, hoàn thiện được các loại báo cáo liên quan đến quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm định công trình, giúp các bạn xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình lập dự toán, cơ sở ký kết hợp đồng, kiểm soát chi phí để thanh toán các hợp đồng xây dựng, điều chỉnh được số liệu hợp lý, thuận lợi cho việc đấu thầu được phê duyệt. Các nội dung chính trong khóa học dự toán công trình sẽ giúp các bạn hiểu tổng quan về khóa học lập dự toán công trình, hiểu về cấu trúc, quá trình thi công của một công trình, phân biệt được các dạng dự toán thường gặp, hiểu về nội dung dự toán xây dựng công trình, chi phí thiết bị, quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác, tìm hiểu về các thông tư định mức và lập dự toán hoàn chỉnh từ khối lượng đã bóc từ bản vẽ mới nhất, ban hành áp dụng tại thời điểm lập dự toán công trình xây dựng. Tra các định mức tỷ lệ để tính tổng hợp chi phí ra giá trị dự toán chi phí công trình. Biết được cách sử dụng phần mềm dự toán để phục vụ công tác bóc tách và đọc bản vẽ lập dự toán. Quản lý được chất lượng, khối lượng tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng. Về phần chi tiết lập dự toán công trình, chúng ta sẽ đi vào tiến hành bóc tách khối lượng trên cơ sở bản vẽ thiết kế, danh mục công việc và đơn vị tính, cập nhật được bảng giá, ca máy, thiết bị thi công của tỉnh, thành phố, lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán, xác định cập nhật giá gói thầu xây dựng, nghiệm thu bản giao công trình, cách sắp xếp hoàn thiện hồ sơ công trình. Trong nội dung của khóa học, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức bao gồm hình thức học online, một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com và tìm kiếm đến các khóa học. Ngoài ra, các bạn sẽ được lựa chọn học trên chứng từ tại đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.